Bí ẩn về Sư Ông Gò Mối là ai? Chào mừng mọi người đến với kênh Nguyễn Hải TV của mình. Hôm nay hữu duyên Hải được biết đến một địa điểm, đó là Sư Ông Gò Mối. Đây là một cái địa điểm nằm ở An Giang. Thì hữu duyên Hải được biết đến đây và biết của mọi người một câu chuyện. Và thật sự Sư Ông Gò Mối là ai? Và các bạn còn nhớ câu chuyện truyền thuyết về ông Năm Chèo. Lúc Đức Cố Quản là ở vùng Bảy Thưa là bị dân Pháp là bao vây, vì yếu thế hơn nên ông đã trốn thoát. Ông đã trốn thoát đi là nhờ có ông Năm Chèo là phá đường nước mất đi, và từ đó là cái tích của ông đã không còn nhắc đến nhiều nữa. Và hôm nay Hải sẽ đến đây tham quan và tìm hiểu. Bây giờ mọi người hãy cùng Hải bắt đầu tham quan nhé. An Giang xưa nay là một vùng đất giàu giá trị và truyền thống luôn tồn tại những câu chuyện về ông đạo khác người, luôn làm những công việc cứu nhân độ thế. Ngôi chùa Phước An Thiền nằm ở ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là một nơi yên nghỉ của một ông đạo như thế. Tiếp tục với hành trình tìm hiểu cũng như khám phá vùng đất nhiều bí ẩn và giai thoại kỳ bí, Hải đã tìm đến mộ Sư Ông Gò Mối, một trong những giai thoại một thời, một người giỏi về cứu nhân độ thế, bốc thuốc chữa bệnh, biết tiên tri. Qua tìm hiểu thì Hải được biết ông đạo Gò Mối còn hay có tên gọi là Sư Ông, tên thật là Phạm Văn Năng, sinh năm 1871 tại dòng Trà Dên, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ngay từ khi chào đời, ông Năng đã mang trên mình một điềm lạ. Nơi trăng trái của ông có một vết lõm hình lòng máng. Cụ thân sinh ra ông Phạm Văn Năng làm nghề thợ tiện và là một người của cai tổng Phạm Long Nhiêu lúc bấy giờ. Một đêm nọ, dưới cơn mưa tầm tã, ông lại từ biệt cha mẹ rồi âm thầm bỏ nhà ra đi. Ông vượt núi, băng rừng ngày đêm, đói ăn trái cây rừng, khát uống nước suối. Qua nhiều thời gian, ông dừng chân một gò mối khá to, bao bọc bởi cây tối tùm, nằm trên dòng suối nhỏ Tầm Bê Tâm Bản, cách An Vang Kinh Đô Miên Quốc 41 cây. Tại gò mối này, chàng trai trẻ người Việt đã lập am tu tâm dưỡng tánh. Mặc dù sống trên gò mối nhưng mưa dầm nắng táp chẳng làm đạo sĩ này si tâm chuyển ý. Kính ngưỡng trước ông, dân bản xứ xưng ông là ông đạo Gò Mối, còn hay gọi ông Tầm Bê Tam Bản. May mắn thay, hãy được tiếp chuyện trực tiếp cùng chú Út, người trông coi còn hay gọi là ông từ nơi này, là con cháu đời thứ ba, nhưng ông chỉ thuộc dòng con cháu nuôi chứ không phải người thân huyết thống của sư ông. Ở đây còn tái hiện lại những bức tranh kể về cuộc đời cũng như câu chuyện huyền bí và phần ẩn so với những gì chúng ta được biết. Qua câu chuyện, phần nào đó nếu đúng sẽ hé lộ về thân phận thật sự của sư ông. Câu chuyện được người cháu thứ ba công nhận, và nơi thờ cúng còn tái hiện lại những bức tranh kể về câu chuyện cũng như cuộc đời của ông. Câu chuyện bắt đầu từ lúc ông vượt vòng vây cho đến vùng đất Campuchia tu hành, có phần giống với một đoạn mà ta được biết trong câu chuyện ông Năm Chèo. Tương truyền khi quân Pháp càng bố binh gia nghị của Đức Cố Quản Trần Văn Thành tại vùng Bảy Thưa, vì yếu thế nghĩa quân phải rút lui. Khi ấy nhằm mùa nước nổi, quân Pháp sau lưng bắn phá rất gấp, mà trước mặt thì dày đặc đế sậy, ghe xuồng chống đi không được. Lúc ấy ông Năm Chèo bỗng nổi lên, để đường cho xuồng ghe, theo đó mà trốn thoát. Câu chuyện có phần giống như trên, và sau đó ông được ông Bạch Hổ trở ông đến Châu Thiên Động và tu ở đây 6 năm, và ông đã đắc đạo thành Đại La Thiên Tiên. Ông đã tiên tri được sau này đoàn quân Campuchia bởi chính quyền Khmer Đỏ sẽ tấn công. Ông đã chắn giữ, nhưng sau khi ông tịch thì có nhiều sự trùng hợp xảy ra, và những gì ông chắn giữ đã bị phá vỡ. Hơn thế nữa, ngoài ra còn nhiều câu chuyện ly kỳ như chữa bệnh, sự màu nhiệm đầy kỳ bí, và câu chuyện về thân thế của ông cũng còn nhiều huyền bí. Còn về mọi người thì sao? Mọi người đã biết và am hiểu thì hãy cùng chia sẻ để mọi người hiểu rõ hơn. Còn bây giờ mọi người hãy bắt đầu tham quan và tìm hiểu về mộ của Sư Ông Gò Mối với nhiều giai thoại màu nhiệm và huyền bí. Chào mọi người ha, hôm nay thì Hải được hữu duyên đến Sư Ông Gò Mối đây, và mình sẽ tìm hiểu di tích về Sư Ông Gò Mối là ai, và nhắc đến một cái quãng thờ lịch sử cũng như cái sự mầu nhiệm của ông về một giai thoại. Thì được biết đây là chú Từ ở đây. Tôi là cũng như con của ông Năm Nguồn, là con nuôi của Sư Ông. Con nuôi của Sư Ông là mình ở đây, mình cũng như giờ cháu nội nuôi vậy. Nói trong cái họ đạo của bổn đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương mà của Sư Ông đã tạo lập tới ngày hôm nay còn. Thì con cũng từ Sài Gòn về thì con cũng được biết cái nguồn tin đó, thì con cũng có tìm hiểu về cái sự tích ông Năm Chèo về ông Đình Tây. Thì trong đó có một cái đoạn là khi mà Đức Cố Quản á, là đánh ở vùng Bảy Thưa là bị yếu thế hơn nên là rút quân, thì ông mới cắm kiếm xuống mà tiên thời một cái lời gì đó, thì được ông Năm Chèo là bứt phá ra. Dạ đúng vậy. Nói sau khi bởi vậy có để cái lịch sử ở trên nhà lưới của ông đó. Dạ. Sau khi ông đã thắt chặn ở Bảy Thưa, ông Năm Chèo ông dạch đường đưa ông về tới Láng Trái. Láng Trái xong rồi bắt đầu ông Bạch Hổ ở trên núi bắt đầu mới xuống mới cõng ông về Châu Thiên Động. Cổng về Châu Thiên Động rồi ông ở sau Châu Thiên Động như vậy là ông tu 6 năm, ông mới đắc Đại La Thiên Tiên, rồi ông mới trở về ở Gò Mối ở Tầm Bê Tâm Bản. Ở Gò Mối Tầm Bê Tâm Bản mà mưa đâu mưa ở Gò Mối không ướt. Nó cho nên là mấy ông ở trên Campuchia, mấy ông người dân tộc Campuchia người ta nói là ông là lục tà keo, ông làm lục tà ông là cũng như ông sống vậy đó. Nói rồi bắt đầu ông dân làng mới thấy vậy mới lợi để mà che đồ cho ông, mà ông không có ở, ông khóa ra hết. Nói rồi sau khi bắt đầu nhà vua ở trên Campuchia nó mới biết ông là một người là cũng như là thánh nhân đã tu đã đắc đạo vậy đó. Yeah. Thì bắt đầu mới mời ông lên về trên Campuchia trên Nam Giang để mà diện kiến, mời 2 lần ông không đi. Mà 2 lần ông đi, tới lần thứ 3 ông mới trở về Việt Nam. Trở về Việt Nam mới có đặng ở cao nguyên vì mến Tần Hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang cho bá tánh hiểu rằng chân lý nơi của ông. Bởi vì cái ngày hôm nay đó, thì sau khi ông Bạch Hổ ông đã vũ đó, có công cổng ông Cố về Châu Thiên Động rồi bắt đầu ông Bạch Hổ vũ ông Phan Xích Long, ông mới đem cái đầu ông Bạch Hổ về gửi cho ông Bảy Tá, đó là đệ tử của ông Phan Chính Long, đó là ở bên xã Long An đây, vẫn là cách đây gần khoảng 50 số vẫn còn cái đầu Bạch Hổ vẫn còn. Đó đây là cái lịch sử đã để lại, nhưng mà cái thời kỳ đó bởi vì lạng lạc rồi Pháp nó chi lùng ông Cố, thành ra là đâu có dám lộ ra, đệ tử thì biết đâu có dám lộ ra. Nói cho nên ba tôi là Nguyễn Văn Nguồn đó là theo làm con nuôi của Sư Ông mà ở trên Campuchia mới thấy ông như vậy, bắt đầu mới theo cái đoàn binh gia nghị của ông mới trở về đây đặng mà trước nhất á, thì để mà cắt cái chùa để mà thờ trời Phật, rồi để gìn giữ cái đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Thứ hai nữa là để kêu gọi những người yêu nước để mà để mà cùng nhau để mà lo cho đất nước trung thành với tổ quốc. Cho nên là cái đạo của ông là quý cái chỗ đó. Vì là Sư Ông đây là cũng là ông Tự đây là cũng là con nuôi con nuôi đời cái trước của sư ông. Con nuôi của sư ông. Thành ra mình ở đây tôi thì bây giờ cũng như cháu nội, mà cháu nội nuôi vậy chứ không có bà con thân tộc gì sư ông hết. Trong bà con trong con đạo nói vì đạo pháp, vì dân tộc mà có mặt đây chứ không có. Thì sau khi là ông về đó ông tu hành thì cũng đảo về đây để mà là lọc ở đây luôn đúng không? Ông trở về đây sau khi ông trên Campuchia ông về đây rồi bắt đầu là ông dân du Tiền Giang, Hậu Giang, giờ ông đi dân du đủ chỗ hết á. Giờ ông đi ở chiếc ghe vậy đó. Rồi ông tới dừng, sau khi ông mới về đây ông ở đây, ông tịch ông ở đây. Cái sư ông Gò Mối này là lúc mà do dấu tên này kia là người ta đặt trong hay là như thế nào có cái tên này? Bởi vì biết ông ở Gò Mối mà mưa không ướt thì mới kêu ông Gò Mối. Đó, rồi thì về trùng hợp nữa, trùng hợp cái này này lúc ông về đây là mới kêu ông ở Gò Mối mà mưa không ướt đó. Thì đệ tử con cháu mới kêu ông là sư ông Gò Mối. Rồi cái bắt đầu là ông về đây rồi ông tịch như vậy là 9 năm sau là mối nó bao quanh cái hàng ông luôn. Bây giờ vậy dẫn nổi cái ổ mối lên trên đầu hàng ông đó. Trường hợp ha. Bây giờ để lại vậy là năm nay là 17 năm rồi đó. Vẫn còn nguyên vẹn là cái di tích của ông. Như sư ông đây có phải là một trong thập nhị thiền thủ của Đức Phật Thầy Tiên An sư không ông? Ông là trưởng tử của Đức Phật Thầy Rang đó, là thập nhị thiền thủ đó. Ông là trưởng tử đó. Đầu đại đầu tiên của Đức Phật Thầy. Cho nên mình thờ đây là thờ theo nghi thức của Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy đó. Chứng nhị la nhân tiên hả không? Đại La Thiên Tiên. Đại La Thiên Tiên là mình chứng cái đó là mình có quả vị tiên là ông là bậc cao. Vậy ông về đây thì bao lâu thì ông mắc gì? Dạ ông về đây rồi cũng tới 1954 ông mới mắc. Ông về đây 1945 46 tới 1954 đó ông mới mất. Chú đây là đời thứ mấy của tính theo sư ông? Thì ông hồi đó mà bà ngoại rồi tới ba, rồi bắt đầu là tới mình đây là đời thứ ba. Vì cái ngôi chùa mình ở đây là có tiền sử là bao lâu rồi chú? Thì 1952 đó. Ông mới về đây rồi bắt đầu 1952 ông mới kêu ông già đậu dưới ghe dưới bến á, dưới máy sông á, thì ông mới kêu ông già lên mới hỏi ông chủ đất, để chia là một phần đất để cắt cái chùa, rồi cắt cái chùa lên rồi ông mới dựng lên là 1952 ông mới đặt tên là chùa Phước An Thiền, đặt lên cái chùa Phước An Thiền. Tới sau khi 1954 sư ông tịch, rồi ông bị dặn á, để ông ở dưới ghe đóng cửa trước mở cửa sau, ai có hỏi ông tôi đâu, nói ông tôi đi vắng, nói là chứ không có chôn. Thành ra là lúc mà ông tịch như vậy đó là mới cử lại là bốn vị đệ tử của ông đó, mà mang những người uy tín nhất ở trong bổn đạo của ông, để đi xuống dưới mới trình dưới đức ông là thân sinh của đức thầy đó, là để tỏ bài về cái việc mà sư ông di chúc như vậy. Thì sư ông nói thôi bây giờ là nếu mà để ở dưới nước á, thì dưới sông thì nó sóng gió khó khăn lắm, mà cái quan tài thì khó khăn lắm. Thôi về trình với ông để đặt cái bàn để xin ông là để ở trên sau chùa cái Phước An Thiền. Thành ra mới đầu mới nghe lời đức ông đó là bây giờ chôn ở sau chùa Phước An Thiền đó là đó, ngày nay như vậy đó là nghe theo đức ông là thân sinh của đức thầy là để như vậy. Rồi tới chừng sau này nhà nước mới cho phép, rồi mình mới xây lên làm chiếc ghe như chiếc ghe vậy đó. Rồi bắt đầu mình mới là để ông trên chiếc ghe, cứ như tưởng tượng sự vong như thể sự tồn, như ông đã chỉ sao mình làm theo như vậy để giữ cái hiếu thảo vậy. Như ông chia sẻ vậy là đức thầy là sau đời của sao, bị đức thầy ngày xưa là đức thầy chưa ra đời là sư ông biết. Sư ông biết trước hả? Sư ông biết trước luôn. Ông nuôi con heo như vậy là 25 năm. Ông nuôi 25 năm ở trên Tầm Bê Tâm Bản. tới năm 1938 sang 39 đó, đầu năm 39 đó, thì bắt đầu cuối năm 38 đó, thì ông Sư Ông mới cho đệ tử hay nói năm nay mằng lễ con heo này để ăn lễ khe bằng mừng một vị giáo chủ ra đời dạy đạo ở dưới nước, mà lúc đó ông ở trên Tầm Bê Tâm Bản đó. Yeah. Đó thì ông cho đệ tử hay như vậy, thì bắt đầu là sau khi ông mặn rồi ông mới kêu một cụ bà ở Nam Giang mà ông chú Hai Hụ ông thường nói nó có cái bà chị này, bà ở đâu trên Nam Giang á, mà ông cố đem xuống rồi bắt đầu dưng cho người dưới nước, thì bắt đầu đem xuống là tới Hòa Hảo rồi thì bắt đầu là cũng đâu có biết gì đâu, thì bắt đầu sao xuống đi ngay tới nhà luôn. Cũng Đức Ông ha. Dạ, xuống ngay nhà Đức Ông đó thì Đức Thầy mới kêu Đức Ông ra nhận lễ giặt vô nấu cúng bái thiên địa, thì Đức Ông ra mới nhận. Thì cái bà cụ đó ở ngủ đó cúng bái thiên địa xong rồi đầu ngủ một đêm đó, sáng mới đi tàu Nam Giang về. Đó, thì bây giờ bà cụ đó bây giờ bà tới 108 tuổi bà mới mất. Bà ta mới mất là cái tiền căn của bà là con của Sư Ông. Con của Sư Ông là cậu Hai Nhung. Con nghe nói Sư Ông cũng hồi đó cũng có độ bệnh ha. Khi mà chấn đạo rồi về đây là cũng độ bệnh mà trị bệnh người để mà truyền đạo rồi. Dạ, ông trị bệnh nhiều cái cũng bệnh cũng hay lắm. Bây giờ nói chính bây giờ cũng như cái bản thân gia đình tôi thôi. Dạ. Như ba tôi á là ổng hồi đó là 4 vợ rồi mà không có con. Yeah. Mà có bệnh nữa. Nó cái bà thứ ba nó mắc tương lai sang cho ổng là tự nhiên là hết có con rồi. Yeah. Đó thành ra bắt đầu là mới bắt đầu tới má tôi đây là một người thứ năm. Đó một người thứ năm đó. Thì nếu mà không có tu thì không có tu mà theo ông là kể như tiệt dòng rồi. Yeah. Đó thành ra bắt đầu nhờ theo ông mới cho uống thuốc hết rồi bắt đầu là mới sanh ra được ba anh em tôi. Nó thành ra cái mầu nhiệm bởi vì ông ba nó tu quốc dương, có vợ có chồng có con có cái thì nói dòng Nam Ban, nếu mình không có tu thì phải như tiệt dòng. Nó quý cái chỗ đó nên con biết á, ví dụ như ông Đình Tây á, ông trị bệnh là bằng mấy miếng sành mà 7 chén rồi đó. Còn Sư Ông mình thì trị bệnh mình theo phương thức nào hay? Sư Ông trị bệnh đó là có khi đó, ông lợi giếng ông vậy đó, có bệnh đó bắt đầu ông mới cho ăn. Ông cho ăn vậy đó, khi cái bệnh mà kỵ cái bệnh cũng như sơ gan của trướng mà cho ăn chè vô là nó ấy là con chết, mà ăn vô cái bắt đầu là hết. Ngộ ha. Đó, ông cho ăn vậy rồi bắt đầu ông muốn cho ăn gì mà mình bắt trước thì ông không được. Yeah. Ông nói ngoại tôi thấy như vậy đó, thấy người ta lợi rồi bắt đầu cũng người ta cũng bệnh rồi, thấy ông cho ăn vậy bắt đầu cũng bắt chước theo cho ăn. Muốn chè cho ăn. Rồi ông dạy. Yeah. Ông nói tôi cho ăn được chứ cô cho ăn không được. Bởi vì là tôi cho ăn là người ta vô người ta hết bệnh, còn cô có ăn là hết là có cái gì hay sao. Vì ông là người trên trước, ông ông biết. Yeah. Ông có dùng phép ông biến chuyển được. Người chứng là người ta chứng đạo rồi. Yeah. Thành ra cái hồi đó là bởi vì đi theo ông đó, bởi vì mấy ông đó, đi theo ông mà lúc cái thời kỳ mà đó khổ cực lắm, nhưng mà theo ông vui lắm. Yeah. Bởi vì thấy ông là có nhiều cái màu nhiệm đó nữa rồi bắt đầu là mới theo ông. Mà hồi đó người ta đó, đi theo ông đó cũng như Đức Bổng Sư cũng vậy, bây giờ là mấy trăm gia đình đi theo Đức Bổng Sư về lập nghiệp ở Ba Chúc, ở Chi Tôn. Yeah. Còn Sư Ông đó là mấy trăm gia đình đó đi theo, mà đi theo bằng ghe đó, ở trên sông nước đó, ở yeah, trên Campuchia về. Cứ đi là di chuyển đi nguyên đoàn. Yeah. Tàu vậy. Mà cái thời kỳ đó là chú thấy cũng cực kỳ đó. Yeah. Là mà cũng như cái cửa khẩu quốc tế bây giờ đó là sao chú đi qua không có giấy tờ sao qua được. Yeah. Mà Sư Ông nghe cả trăm tầng ghe vậy ông đi qua. Oh, ông nên đi qua lại không có. Không phát hiện luôn. Yeah. Hay nha, cũng dạ, một cái sự mầu nhiệm. Dạ, tới chừng mà qua khỏi biên giới rồi cái bắt đầu nó chạy theo thì mình ghe qua tới khỏi biên giới rồi. Dạ. Mà đi cả hàng trăm ghe vậy đó là giờ tôi thấy mầu nhiệm mà đó Pháp nó đóng đồn nó cũng xét cũng như bây giờ cũng như trạm cửa khẩu quốc tế mình Vĩnh Sương mình giờ vậy. Dạ thì chú như con giai thoại của Sư Ông vậy thì lúc mà về đây là chống phá tiếp tục là con đường tu đạo và ủng hộ con đường cứu nước nữa nha. Yeah. Thì những giai thoại vậy thì có được bây giờ là đó cũng là theo cái gia truyền, nghĩa là từ đời trước rồi tôi mới truyền lại cho đời ông để ông giảng nói là câu chuyện, chứ cái đó thì cũng chưa có ai minh chứng hay như thế nào. Dạ cái đó cũng chưa có ai chứng được, nhưng mà tới bây giờ mới thấy thôi. Nhưng mà chính đó cũng như ông Hồ Văn Cạnh đó, là đó là đệ tử theo ông đó. Dạ. Rồi chết rồi cũng chôn với thờ ông ở trên nhà lưới đó. Dạ. Rồi ông cũng là người yêu nước. Còn gia đình ông Bảy Tá đó là đó cũng có gia lưu tới đây, là ông cũng là người tham gia cách mạng, là cũng là người yêu nước. Đó, thành ra bây giờ mình thể hiện vậy đó. Còn mấy trời trong đó cái thời kỳ đó mà khó lắm nghe. Yeah. Giữa cái chỗ là mình ở trong ở ngoài nó cũng phải dính líu với nhau, nhưng mà ở đây là ông già không có dính líu với ai hết. Yeah. Nó tới sau khi mà giải phóng ra rồi đó là nhà nước đó là mới đưa cho ông già để làm nhóm trưởng để cai quản ở trong cái địa phương này được 21 tổ. Yeah. Đó là thấy cái màu nhiệm của ông ấy gì. Dạ. Vì mình ở đây cũng còn di tích xưa này, mình cũng còn lưu trữ lại cái thờ của sư ông ha. Dạ cũng còn, sư ông vẫn còn. Hồi đó cái bá súng của ông đó. Dạ. Mà nếu mà mình treo mà gặp ở ngoài Pháp nó gặp là nó làm khó lắm nghe, đâu. Dạ. Phải mà ông treo chân nguôi nó không thấy. Không biết. Nó thành ra lúc đó là ông đã về ở đây là ông trá hình như vậy, là Pháp nó không biết ông là người yêu nước. Dạ. Trong cái cuốn mà Tân Châu xưa mà ông thầy giáo Kiềm ông viết cái cuốn Tân Châu xưa đó. Dạ. Ông nói là sư ông là Gò Mối là Đức Cố tái sanh, là đệ tử của Đức Phật Thầy là Đức Cố tái sanh, nhưng mà không phải trong hiện kiếp luôn, không. Dạ. không phải là tái sanh. À, vậy là không đúng. Dạ. Dạ. Đó thành ra mà ông viết 1966 đó là nói là Đức Cố tái sanh, nhưng mà không phải là tái sanh trong hiện kiếp. Chẳng qua là Đức Cố lúc đó là vượt qua đó thôi. Ra lên Campuchia để mà nó tu kia đó. Dạ, rồi khi trở về đây là không biết. Rồi cái bắt đầu là con cháu của Đức Cố ba đời đó mới nghe đồn cái tin sư ông Gò Mối như vậy. Dạ. Bắt đầu mới lên mới nhìn ông. Mới lên nhìn ông thì ông giơ cái giò nó chinh trái mà lúc mà Pháp nó bị thương đó. Dạ. Ông nói nái trắng nó xuông ông đó, rồi nói như vậy rồi bắt đầu mấy ông quỳ xuống lại ông, rồi bắt đầu về. Ừ. Chị từ lúc đó là trở về là ông đổi tên đổi họ, nói chung là không ai biết tới. Dạ không ai biết. Dạ. Rồi sau này tới cái thời kỳ sau này đó có cháu của ông Cố ở chỗ nhà láng đó. Dạ. Là ở mép bề trên đó. Dạ. mới xuống mới kêu ông già thôi bây giờ ông Cố vậy thôi bây giờ ông về dưới ở đi. Thì ông già lúc đó cũng tính giờ cái linh cũ của ông về dưới. Yeah. Nhưng mà ý sư ông không chịu, cho nên nó là khiến ông già ông đau ông bệnh ông chết, chứ phải ông già còn là ông già giờ đi dưới. Yeah. Thì không biết chú còn có những câu chuyện hay những cái gì để chia sẻ với mọi người về sư ông Gò Mối? Thì cái ông tuy là ông như vậy nhưng mà ông cũng như ông ở di chúc đó, cái hàng sau sơn xanh, cứ như sau này ông sẽ trở lại, cái sau này trở lại. Còn bên thầy thì ông ít lâu ta cũng trở về, thầy cũng phải trở về, mà sau này sư ông cũng phải trở về, cũng có thể là gì cùng một lúc về cái vô vi của Phật pháp. Nói rồi còn ngày xưa ông thường thường ông nói cái chỗ này, ông hát cái bài hát mà sáng trăng trải chiếu ngay hàng, trên anh đọc xích sách, dưới nàng quay tơ phải giữ mối tơ, dù năm bảy mối cũng chờ mối anh. Là ông nói ý nghĩa là cũng nhắc là nuôi tơ tầm đó, là như bà Cố mà hồi đó quay tơ dịch lụa để nuôi ông Cố. Đặng mà tham gia để mà đánh giặc. Rồi sau này bắt đầu là dù có nhiều mối đi nữa thì cũng ông trở lại thì ông sẽ gom lại. Nó cái đạo là nó quý gì về cái cơ pháp vô vi, ông đã cho biết vậy. Vậy là ông cũng giỏi về tiên tri nữa ha. Dạ. Ông cũng biết trước gì là ông biết trước mà. Dạ. Sau khi ông biết là Bon Bót là tới 29 năm sau Bon Bót nó sẽ xuống. Ông cũng có dự đoán trước luôn. Rồi xuống ông đánh lưới, ông chặn lưới mà ông đánh lưới ở trên khơi á. Dạ. Ở trên trời á, rồi bắt đầu là ông nói bắt cá é. Cá trắng không bắt, bắt cá é. Tới chừng 29 năm sau đó là năm Miên đi xuống đó là tới ngay dàn lưới ông trở lại. Vậy là sau khi ông mắc thì bên boss lúc đó nó mới trở lại. Chưa xuống à? Chưa có, tới chừng ông mắc rồi bắt đầu nó mới xuống đó, xuống ngay tới ngay dàn lưới. Nó xuống ngay dàn lưới rồi khiến là biên phòng đó là đóng ngay cái chốt ngay chăn cái dàn lưới của ông. À. Thành ra xuống đó nó đụng cái chốt của biên phòng nó ấy. Bởi vì ông chú Sáu Sáng đồn trưởng nói sao mà trùng hợp mày? Sao khiến ra tao ấy vậy? Rồi giờ đầu khiến cho lính của ông chú Sáu Sáng nó làm trái cái nhà lưới của sư ông nữa. Cho nên mình bây giờ mới dựng cắt lại để gìn giữ cái di tích. Yeah. Chứ cái này là ý trời vậy đó. Chứ không thôi mình làm sao mà mình tạo dựng được cái như ngày hôm nay được. Đó. Cũng như sư ông trắng ở đó rồi yeah. Mà khiến cái rồi. Này cái cơ của trời ông khiến ông sư ông đã thừa lệnh để mà làm cái việc để cho đời sau này cho con cháu biết yeah. Lịch sử. Bây giờ mình sẽ theo chân của thì con chú ông bằng chú thứ mấy ha? Chú Út hả? Dạ. Để mình tìm hiểu về cái di tích xưa của sư ông để lại. Như hôm xong đây thì có cũng bài cúng rồi cũng tu theo như Bửu Sơn Kỳ Hương bình thường thôi chứ hay có bài cúng gì riêng không? Chúc bài kinh của Bửu Sơn Kỳ Hương công phu sáng, công phu chiều, công phu trưa. Cũng cúng lại thường xuyên ha. Dạ, nhưng mà ở đây thì họ trì cái sáng với chiều. Dạ. Rồi sau khi ông tịch đó là mới kêu ông là sư ông Gò Mối, tới ông tịch tới 9 năm sau ông Mối nó bao quanh rồi nổi cái ổ mối như vậy đó. Giờ cái ổ mối nó vậy, tháng này về chứ tháng sau ông hiện lên khác. Ông ngộ vậy ha, để trong kiến vậy nhưng mà mỗi tháng là nó ra khác. Dạ mà 60 năm nay là 60 mấy năm. Dạ. Đây là cái hàng của ông phải không? Dạ, đây là linh cũ của ông. Đó là chân dung của ông luôn hả? Dạ, chân dung của ông là quả. Cái đó hình thực mình vẽ quả mô phỏng ông hồi xưa ha. Dạ, còn cái hình thiệt thì chụp ở để thờ dưới kia. Dạ. Điều qua dọc mình. Dạ. Kỷ niệm đây mà hồi đó Pháp không có thấy, ông treo ở trên cái mưa ghe để từ trên Campuchia về gươm giáo của mình cũng có nhiều thứ quá ha. Ừ. Cái này là cái gì vậy chú? Cái này nồi đồng hả? Yeah. Này, còn cái này cái bình bát của ông Sải rồi đó tặng cho sư ông. Mấy sư hồi xưa hả? Dạ, sư trên Campuchia tặng dạ. Cho ông. Còn con thấy đây là chú khỉ gì đó chú? Đây là ông Đậu Hầu. Hồi đó là theo Hầu ông nuôi đó hả? Đậu Hầu á. Vậy là ai sao ông biết ông mới dạy đánh nó cái người đó người ta biết người ta sợ người ta sửa tâm sửa tánh lại. Vậy là hồi xưa là sư ông cũng có nuôi một con khỉ. Dạ, cũng tu theo sông tu luôn. Dạ. Nam heo ông hả? Dạ, Nam. Còn nãy bị dưới là nữ. Thì Nam theo ông là nữ Nam, nếu giỏi ông Nam dám trao đức hạnh thì ngày sau sẽ từ. Bức tranh này, bức hình này là ai vậy? Này là cũng như đó là đệ tử của sư ông đó ông già đó. Rồi à. Đó là đệ tử, còn mấy ông này là quan chức của ấy lại đứng chứng kiến trong cái lễ tang của ông. Đây là đầu đại của sư ông hồi xưa ha. Yeah. Yeah. Những người này chắc cũng đã còn dở ra cái ống mối với cái bông đá nổi trên đầu hàng ông đó. Yeah. Đó cái bông đá nè, yeah. Rồi cái ống mối nè. Cái này tranh hồi xưa luôn ha chú ha. Cái hồi xưa đó, cái hàng bằng cây đó giờ một rồi đó, giờ mình mới thay lại cái hàng này còn nóc lên xí đá. Yeah. Nói vậy rồi cái đầu đi xuống, dạ, dạ mình đi qua ghe cái này chụp coi cái hình cũ này, hình xưa ông đó, à, hình thật của ông ha, dạ, dạ. À. Cái ghe này ghe nguyên bản hồi xưa hả chú? Dạ, ghe của ông hồi xưa đó. Ông đó ông thờ đây là thờ cái gánh họ Trần, của quyền thất tổ của họ Trần, cao Trần cáo tổ của họ Trần, rồi sau này bắt đầu ông Tịch nó mới để thờ ông ở trong đó. Cái hình đó là hình thiệt đó, dạ. Của ông ngày xưa chụp dở nắp trên chùa đó, dở cái nóc chùa lên mới chụp xuống của ông Tịch. Vì hình này chụp lúc ông mắc rồi hả? Dạ, lúc ông mắc rồi mới chụp. Nam mô Phật, cho con quay lại con giới thiệu mọi người. Này ảnh chụp chứ không phải ảnh vẽ hả? Dạ, dạ ảnh chụp. Vì ghe này có giá trị là cũng cả trăm năm hơn rồi hả? Dạ, trên trăm năm rồi. Dạ, còn cái này là gì chú? Cái này là để lọng, để cặp lọng. Hồi xưa để cặp lọng để mình thờ, như cặp lọng này nè. À. Này có cảm biến hay vậy? Hơi khác rồi. Tự tắt đèn. Cái đó nó ấy, cái tự động. Giờ chiếc ghe này là như chú mà kể hồi nãy là sư ông cùng với phái đoàn mình là những người đầu đệ rồi là. Dạ, đệ tử của ông theo đây. Dạ. Ghe này có 5 chèo, ơn trước 4 chèo, ơn sau 1 chèo nữa 5. Hồi xưa là chèo chứ không có chạy máy hả? Dạ, ô ghe bự gì chèo. Dạ, chèo này mấy cái chèo còn đây. Dạ. Đó, còn cây này là cây cột bờm của ông nè. Dạ. Cột bờm của ông ở đây là hồi đó là ông hai chim ở trong chùa An Bình Tự Ba Chúc á. Dạ. Ông lên trên núi dài đó ông đốn ông đem về đây mà dựng cái cột bờm cho ông. Wow, vậy là những cái cây này nó cũng hiện vật là cũng trên cả trăm năm không? Dạ, mấy ông cũng có cái duyên với nhau, dạ. Liên kết với nhau. Nhưng mà nói gì cái vô vi không thì chứ không có về cái tâm thức thì hiểu nhau. Mấy cái chữ này là sao vậy chú? Chữ đó là đó ông viết ông để đó. À. Này còn cái này cái gạo cắn nước ngày xưa nó là làm bằng tre đó, đương bằng tre đó. Dạ, trên là 70 năm rồi nó mà vậy đó. Còn hiển y luôn ha. Không. Đó, bằng tre. Cây này cây sao hay là cây gì chú? Cái này là sao? À. Những cái này là trên cả trăm năm nha mọi người. Yeah. Ghê quá. Chiếc ghe này bao nhiêu tấn chú? Chiếc ghe này chắc cũng cỡ 10 tấn. Yeah. Hồi xưa là cũng có xin số rồi để mình đăng ký ha. Là số của An Giang. Yeah. Nó còn cái số dưới đó là số của Campuchia. Vậy là những số xem game mình tới 2 số lần. Dạ tới 2 số. Rồi giờ số nhà ông nữa. Mà nó trùng hợp đó. Số game này 1 là 5 4 2 6. Dạ. Cộng lại cũng 18. Dạ. Còn cái số game dưới đó là 1 2 5 2 1 6 1 8 cũng cộng 18. Dạ. Số nhà 180 cộng cũng 18. Giờ cái số đất. Yeah. Số đất sao khiến mà bằng cái số đỏ cho ông đó thì là 645,3 cộng cũng 18. 4 cái đều trùng hợp 18 hết. Hay như vậy yeah. Cái này mình cũng khó lý giải. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cho mình đi tới nhà lưới cho nó cho. Dạ con chú gì đây luôn hay là của mình chú thôi? Về của mình mà. Ừ. Đó thấy không? Coi cái số 18 mà 2 1 5 2 8 18 đi. Bây giờ Hải cùng với chú Út là lên cái nhà lưới của sư ông á để tìm hiểu về cái rõ hơn về câu chuyện của sư ông, được tái hiện những cái bức tranh hay những cái hiện vật vẫn còn trên đây. Yeah. Vì là cái nhà lưới này là mô phỏng lại câu chuyện của ông từ lúc mà vượt cái ông được Năm Chèo cứu ha. Dạ, lúc mà ông trở về ở Việt Nam mà ông ở trên Campuchia ông trở về đây rồi ông tịch rồi bắt đầu ông mới sau này 2014 mình mới cắt được cái nhà này để làm kỷ niệm cho ông. Nên sau khi ông đã thắt chặn ở Bảy Thưa đó. Dạ. Nó động Năm Chèo gạch đường đưa ông đi tới láng trái. Đó là ông Bạch Hổ mới tới trước mặt ông quỳ xuống mới cổng ông về tới Châu Thiên Động. Châu Thiên Động là ông tu ở đây. Đó, sau khi ông tu ở Châu Thiên Động 6 năm, đó, ông mới đắc Đại La Thiên Tiên. Giờ là bên đây đúng không? Đó, mình sẽ đi theo thứ tự. Dạ. Ở đây là mình thờ là Phật Tổ Phật Thầy này. Rồi thờ Đức Thánh Tổ đó. Đức Thánh Tổ là Đại La Thiên Tiên, Thánh Tổ như trong đó có Thánh Tổ Thanh Hà, rồi Thánh Tổ Tử Đa đó. À, ông Tử Đa là. Rồi dưới này thì thờ 12 người bạn lứ, ba cấp. 12 người bạn lứ là đệ tử của ông đó. À. 12 đấng lứ. Cũng như Đức Phật Thầy thì có 12 ông đạo. Dạ. Còn ông Đức Bổng Sư thì có 12 ông gánh. Còn sư ông thì có 12 bạn lứ. Nói trùng hợp. Bởi vì hồi xưa là sư ông là ăn chay hay ăn mặn? Sư ông lúc đó sư ông không ăn cương, ăn mặn không. Dạ. Tu dạ. Tiên ha. Dạ. Ông tu Quốc Dương không hả? À. Đó là cái đoạn ở trên Gò Mối đó là dân tộc Campuchia đó mới lại ông trị bệnh đó mới hết đó bắt đầu mới mến ông mới kêu ông là lục tà ông cũng như ông là một ông Phật sống rồi. Dạ. Đó là tới khi là ông về ở Tầm Bê Tâm Bản đó ông trị bệnh đó ông có nuôi con heo đó. Dạ. 25 năm dụng 4 lần năm đó. Đó là bắt đầu ông mới cho đệ tử biết là năm 39 này đó là thầy sẽ ra đời. Ông Đức Thầy mình ha, Đức Thầy Giáo Chủ. Dạ, ông bằng con heo rồi bắt đầu ông nói tao ở trên này làm sao thì mày chỉ dưới nói vậy. Bây giờ mượn cái xác này để cúng bái thiên địa rồi mừng vị giáo chủ ra là dạy đạo ở dưới nước. Dạ. Thành ra bắt đầu ông khai đạo ông đó là lính của Pháp rồi đó nó gác đó mà ông cái đòn ghe ông đi về chót lọt nó không có kêu. Dạ. Đó, ông đi qua đó là như cái cửa khẩu quốc tế bây giờ đó mà ông đi qua. Dạ. Nó tới đây là ông trời đang bủa lưới năm 49 đó, bủa lưới bắt cá ép. Dạ. Mà bắt cá ép thì không có là miên nó xuống tới ngay tràn dàn lưới ông nó trở lại. À, bên boss hồi dạ. Chú nói đó ha, ở dạ. Đây là dạ. Nó trở về. Dạ, tới ngay dàn lưới ông là anh trở lại, chuẩn mừng cờ chuối. Dạ. Rồi đầu ông mới cắt cái chạy lưới, ông cắt cái chạy lưới của phần đá cô ngủ Cái này cũng mô phỏng lời cái hồi xưa luôn ha. Năm 49 ông cắt cái trại lưới ngay chặn chỗ chỗ nhà đất của ông Bút. Dạ. Còn cái này sau này là sao cũng để cái ao trên báo hay phương luôn ở trời chúng sanh niệm ý tâm. Nó tới năm 1952 đó ông mới chữa bệnh sai ông già đó thì về đây chữa bệnh ông mới sai ông già lên hỏi ông Út để chia bằng bát này để cắt cái chùa. Dạ. Rồi sau này ông Út ông cũng hiến cái phần đất lên đó luôn để cho sư ông. Đây là lúc sư ông viên tịch hả? Tới già, tới sư ông viên tịch 1954. Lúc ông viên tịch nó có gì đặc biệt không chú? Có đặc biệt là có cái này ông kêu đệ tử nó mua một cái đèn pin. Dạ. Đèn pin là lúc đó là mua đèn pin 3 pin vậy đó. Dạ. Rồi cái bắt đầu là ông mới để pin vô cái đầu ông bấm để chứng ngực ông vậy đó. Dạ. Thì xây lên rồi tới chừng mà lúc đó 10 giờ tới 12:40 là cái đèn pin nó hết thì ông lúc đó ông tắt hơi thở về về cảnh giới của Phật luôn. Dạ. Ông có để di ngôn về lại không chú? Thì ông có di ngôn là ông biểu để ông ở dưới gan. Dạ. Mua cho ông một cái hàng sau sơn xanh, đóng cửa trước mở cửa sau. Ai có hỏi ông tôi đâu nữa, ông tôi đi vắng. Thì lúc đó mới cử ông tịch, mới cử 4 người vị đệ tử xuống trình giữ Đức Ông. Yeah. Đức Ông có biểu sen kim tỉnh để ở sau chùa Phước An Thiền. Yeah. Đó là mình theo cái di chúc của Đức Ông, cái lời của Đức Ông. Yeah. Nó tới 2014 nhà nước mới cho thành lập cái gia phả trong cái đại diện của cái ngôi mộ sư ông thành ra được 5 người. Đây là cái gia phả. Dạ, cái gia phả. Thân thuộc của sư ông ha, cái người dạ. Bà con. Rồi con cảm ơn chú ở đây thì sơ lược là vậy thì đây là cũng tổng quan về sư ông cũng như là Đức Cố Quản ngày xưa thì con cũng thay mặt mọi người cảm ơn Trúc đã chia sẻ và dành thời gian để giới thiệu và cho mọi người biết hơn về tích cũng như là sư ông, người huyền thoại lúc bây giờ cũng có nhiều giai thoại mà ít người biết đến. Đó, thì con cảm ơn ông. Dạ. Dây lụa của ông nè, dây này bằng vỏ dừa đó mà đánh thành dây lụa kia đó. Hồi đó ông làm cái viền lưới đánh bắt cá ép ra. Yeah. Bằng dây lụa đó, bằng cái sơ dừa mà đánh ra vậy đó. Sơ dừa hồi sơ dừa trái dừa của mình á hả? Dạ. Wow. Mà đánh ra vậy đó chưa thấy không, cái này là thuộc bây giờ thuộc gì là cổ tích. Cũng cả trăm năm mà vẫn không. Dạ. Vẫn còn nguyên đó. Còn nguyên luôn. Dạ. Nói gì cơ chị? Đây là dây lụa hồi xưa này mà đánh lưới hồi xưa. Ghê không mọi người? Hồi xưa làm nó đang tay mà chất lượng ghê chứ. Dạ. Đó đâu có máy móc nào hiện đại đâu mà ông bà tổ tiên mình lại làm với sản phẩm vậy là quý báu lắm. Nhưng mình ngày nay mình có duyên lắm mình mới gặp.